Quý vị thân mến, Tâm Anh rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình hướng dẫn cắm hoa của kênh thông tin tổng hợp Phật sự Online TV. Ngày hôm nay cũng như thường lệ thì chúng ta sẽ được gặp gỡ cô Phan Thị Ngọc Mai, giảng viên dạy cắm hoa, nhà văn hóa phụ nữ, giám đốc công ty Hoa Tâm Việt. Và cô Mai thân mến, Tâm Anh đã thấy trên bàn là một bình hoa rất là đặc biệt, có thêm một trụ nến nữa. Ngày hôm nay thì cô Mai hướng dẫn cắm hoa cho mọi người. Có phải là mình vẫn tiếp tục thực hiện với chủ đề ngày 8 tháng 3 không cô Mai? Chào quý thầy cô, chào quý vị, chào Tâm Anh. Đúng vậy Tâm Anh, hôm nay ta lại tiếp tục cho chương trình của ngày 8 tháng 3. Tâm Anh thấy là ta có nến ha, và ta có hoa hồng, hoa cẩm chướng, tùng nho. Và khi đặt nến ngay giữa bình, Tâm Anh sẽ biết rằng là ta sẽ cắm dạng đều mặt. Vậy thì hôm nay bình hoa này có thể để ngay giữa bàn phòng khách, để cho bàn tiệc, và cũng có thể để làm quà tặng. Và cô Mai thân mến, chương trình hướng dẫn cắm hoa đã nhận được rất là nhiều yêu cầu của quý vị khán giả về thực hiện cắm hoa tặng cho mẹ nè, tặng cho người thân, tặng cho đồng nghiệp, tặng cho bạn gái nhân ngày 8 tháng 3. Và chắc chắn đây cũng sẽ là một món quà rất là ý nghĩa mà các bạn nam hoặc là các bạn nữ chúng ta có thể thực hiện để tặng cho mẹ của mình cũng như là những người phụ nữ mà mình yêu thương nha. Đúng vậy. Hôm nay với tác phẩm này, món quà này là ta để dành để tặng cho những người phụ nữ yêu thương trên trái đất này. Và một điều nữa là rất muốn món quà này sẽ tận tay của những bạn nam sẽ cắm. Cho nên là hôm nay ta chuẩn bị, và cái cách thực hiện không khó, đơn giản thôi Tâm Anh ha, để cho các bạn sẽ tự tay làm, để phần ý nghĩa tăng gấp bội khi mà bạn ấy mà đi ra để mà chọn, để mà đặt mua về cho những phụ nữ thì sẽ không có hay bằng khi chính bạn ấy tự làm. Vâng, đúng như lời cô Ngọc Mai nói, khi mà chúng ta đặt mua một giỏ hoa thì rất là đơn giản rồi, chỉ cần một cuộc điện thoại thôi, hoặc là chúng ta có thể đến những cửa hàng bán có sẵn hoa tươi, chúng ta mua một giỏ hoa về tặng cho mẹ, tặng cho những người phụ nữ mình yêu thương. Tuy nhiên, nếu như những người mẹ, những người bà, những người chị, những người đồng nghiệp biết được đây là một món quà do chính tay bạn làm, thì điều đó sẽ đem lại niềm hạnh phúc vô bờ cho những người nhận được. Và Tâm Anh đây, hôm vừa rồi có bạn nói rằng là cô cứ hướng dẫn cắm hoa trên bàn thờ, trên bàn Phật, cô phải hướng dẫn cho một bình hoa để làm quà tặng cho nhau. Thì ngày hôm nay để đáp với yêu cầu của bạn khán giả ấy, Tâm Anh thấy đây nè, nếu như có bạn ấy đang xem thì chắc chắn bạn sẽ rất là thích. Đơn giản thôi, một cái lọ như thế này, có thể là một cái tô, một cái khay, một cái bát để trên bàn khách ở tại nhà. Và ta có những cái nát lá nhuyễn nhỏ đẹp, ta đi điều theo xung quanh đế xốp, xung quanh miệng bình, và được bao trùm xung quanh chân nến. Đó, Tâm Anh thấy là mình ra được cái dáng. Và tiếp theo, trên cái dáng lá này ta cho phần hoa, có thể là hoa hồng, có thể là bất cứ hoa gì mà người được tặng thích. Ví dụ nếu như mình tặng ai đó một lọ hoa như vậy, mình biết người ấy thích hoa hồng tím, người ấy thích hoa cẩm chướng, người ấy thích hoa hướng dương, thì mình sẽ làm đặc biệt. Người nhận được người ta thích vô cùng và nhớ rất là lâu. Và các bạn thân mến, tùy theo đối tượng mà mình tặng thì chúng ta có thể thay thế những loại hoa khác nhau. Nếu như mà tặng cho mẹ nè, chúng ta có thể như lần trước cô Ngọc Mai đã hướng dẫn, thì chúng ta có thể cắm hoa cẩm chướng hoặc là hoa hồng cũng được. Nhưng mà tặng cho bạn gái thì chúng ta có thể chọn những hoa hồng đỏ. Và nếu như tặng cho đồng nghiệp của mình thì hoa hồng cũng là một lựa chọn rất là phù hợp và ý nghĩa. Đúng rồi đó Tâm Anh, hoa hồng cũng chính là biểu tượng cho sự thành công và cũng là một sự thân thiện gắn kết đó. Tâm Anh thấy với cái màu hoa như thế này là rất là dễ để làm quà tặng cho nhau, cho bạn bè, cho đồng nghiệp ha.
Vậy thì có thể là một màu hoa hồng như thế này trên bình đây, hoặc ta có thể điểm thêm loại hoa khác vào. Ở đây thì ta có chuẩn bị hoa cẩm chướng, vậy thì ta sẽ điểm vào đây một ít những cái nét hoa cẩm chướng như thế này. Hoa cẩm chướng ý nghĩa rất là hay. Thứ nhất, ý nghĩa mà rất là ấn tượng đó là tượng trưng cho những người con chí hiếu. Và trong chương trình hướng dẫn cắm hoa với chủ đề ngày 8 tháng 3 số vừa rồi thì cô Ngọc Mai cũng đã hướng dẫn cho bạn Thiên Thanh thực hiện một giỏ hoa tặng cho mẹ mình mà thực hiện chủ đạo bằng hoa cẩm chướng rất là đẹp. Chắc có lẽ là quý vị cũng còn nhớ và ấn tượng đúng không ạ? Và tiếp theo, hoa cẩm chướng này có một ý nghĩa nữa, đó là sự nhiệt tình với công việc và luôn luôn trung thành với bề trên. Vậy thì hoa cẩm chướng cũng một ý nghĩa tốt cho nhân viên. Đó, Đâm Anh thấy là ta đang có được những cái nét hoa cẩm chướng được xen lẫn với hoa hồng. Và ta có thể cho những cái độ ngắn dài của hoa để thể hiện cái sự cao thấp, cái sự sâu cạn trên một bình hoa. Như vậy thì nhìn vô sẽ tự nhiên, sẽ rất là uyển chuyển và thể hiện cái sự sống. Đâm Anh thấy ta có được những cái nét nụ nhỏ này ta cũng có thể đưa vào. Có được những cái hoa nở và những cái nét hoa búp hai nhỏ này ta cũng không bỏ qua. Những cái nét búp, những cái nét nhỏ này đưa vào, Đâm Anh thấy càng xinh hơn, thể hiện cái sự sống sẽ vươn lên. Đó là những cái thể hiện cho tương lai. Này, Đâm Anh thấy đến đây thì bình hoa của mình được sắp xong. Đơn giản và dễ đẹp đó. Và cũng rất là dễ thực hiện đúng không cô Mai? Với các bạn nam thì những thao tác cắm hoa đơn giản như thế này và với sự hướng dẫn rất là chi tiết của cô Ngọc Mai rồi thì việc thực hiện bình hoa này không khó, ai cũng có thể thực hiện được. Và Tâm Anh tin rằng là với tấm lòng chân thành thì các bạn có thể thực hiện được bình hoa đẹp nhất theo cách của mình. Và chắc chắn là những người nhận được sẽ vô cùng hạnh phúc đúng không cô Mai? Đúng vậy. Niềm hạnh phúc dâng gấp bội khi biết rằng tự chính người ấy thực hiện bình hoa. Đó, Tâm Anh thấy là một tí xíu bạn với một chút cũng là thư giãn cho chính bản thân mình, và một chút tấm lòng vào đó, một chút chịu khó vào đó là ta có được tác phẩm để gắn kết tình cảm với nhau, để thay lời yêu thương, và luôn luôn trong cuộc sống đó là có sự tri ân với nhau. Cho nên cái hoa tươi, hoa tinh túy của trời đất mà chúng ta có được thức rất là tuyệt vời, luôn đem lại cho người ta một cái sự chan hòa, ấm áp và yêu thương. Một điều mà ban tổ chức chương trình hướng dẫn cắm hoa của kênh thông tin tổng hợp và sở online rất là vui, bởi vì cô Mai ơi, trong thời gian gần đây á thì chương trình nhận được rất là nhiều những yêu cầu của quý vị khán giả, trong đó không chỉ là những bạn nữ đâu cô Mai, và đặc biệt là những bạn nam cũng rất là quan tâm đến việc cắm hoa. Và cũng nhân dịp ngày 8 tháng 3 này thì chương trình cũng nhận được rất là nhiều những yêu cầu được cô Mai hướng dẫn và thực hiện những bình hoa để tặng đến những người phụ nữ thân yêu. Vậy thì hy vọng bình hoa hôm nay sẽ giúp các bạn thực hiện một cách nhanh và đẹp, để các bạn làm quà gửi đến những người thân, những người phụ nữ, những người mà quan trọng của cuộc đời bạn. Và cũng nhân dịp ngày quốc tế phụ nữ đang đến thật gần thì ban biên tập chương trình cũng xin gửi đến các bà, các mẹ, các chị em phụ nữ luôn luôn được hạnh phúc, bình an và luôn nhận được tình yêu thương của tất cả mọi người. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Đến đây thì chương trình của chúng tôi xin được tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.